Quý thính giả đang nghe truyện trên kênh Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp bộ truyện ma Pháp Sư Dân Gian, tác giả Hạng Bảo, tập 8, Đoạt Mệnh. Mong rằng quý thính giả khi nghe truyện đừng quên hãy bấm like video và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video truyện mới nhé. Xin cảm ơn. Hai ngày sau, khoảng chừng hơn 5 giờ chiều, tại nhà của bác Năm Hạ, Đạt đã tỉnh lại từ ban sáng. Úc Hương thấy anh dần tỉnh cho nên cũng rất vui mừng. Giả lại đã có Khải ở lại chăm sóc, sức khỏe của Đạt không có gì đáng ngại, cho nên cô có thể an tâm quay về nhà để báo tin, tránh cho Hùng phải lo lắng. Gia đình bác Năm Hạ bận việc ở ngoài ruộng vẫn chưa về. Đạt nhìn cây sáo trúc mà trầm ngâm suy nghĩ. Lúc này Khải bước vào. Ủa anh Đạt, anh mới khỏe lại sao không nghỉ ngơi cho lại sức đi? Suy nghĩ gì mà trầm tư vậy anh? Cậu Khải, tôi khỏe rồi, cậu đừng có lo. Tôi đang nghiệm lại cái sự việc hôm trước. Tôi cảm thấy có cái gì đó nó không được bình thường cho lắm. Đạt vừa nói vừa đưa cây sáo trúc lên mà nhìn. Từ lúc trưa, Đạt đã kể lại toàn bộ sự việc hôm trước với Khải. Cả hai cũng đang thắc mắc chưa tìm ra lời giải đáp. Khải hỏi: Nè, theo như anh nói á, là cái hôm đó anh phải đi đến căn nhà thứ ba mới phát hiện ra âm khí hả anh Đạt? Ừ, đúng vậy. Mấy căn nhà này tuy rộng, nhưng mà không lý nào mà tôi tới căn nhà thứ ba mới phát hiện ra được. Và chúng bất ngờ xuất hiện tấn công tôi và Úc Khương. Điều này nếu là mấy cái quán dông mấy mươi năm trước như mình đoán đó, thì không bao giờ xuất hiện một cái một như vậy. Cậu thấy việc này sao cậu Khai? Em cũng không hiểu nổi nữa anh Đạt à. Chỉ có thể đoán theo phương cách lần trước thôi, là có người thi pháp sai khiến bọn chúng đó anh. Vấn đề này Đạt đã suy nghĩ kỹ rồi, anh nói ngay: Không đúng đâu. Nếu mà có người dùng tà thuật để sai khiến, thì tại sao hắn lại bỏ qua khi tôi bị thương ngất xỉu được? Nhất định phải có một nguyên do nào khác. Anh nói cũng đúng. Nhưng mà anh có chắc là không còn cái quán linh hay là vong quỷ nào đó không anh Đạt? Chắc mà. Trước khi tôi hôn mê á, tôi vẫn còn đủ tri thức để cố gắng nhìn ra những cái điều đó. Giả lại nếu như mà còn, thì cậu nghĩ tôi có còn sống hay không? Thậm chí là cả Úc Hương nữa. Một lần nữa nhìn vào cây sáo trúc, Đạt nói tiếp: Cậu Khải à, lúc trưa tôi có kể với cậu đó, cái lúc mà tôi trừ được cái vong quỷ và quán linh, thì bỗng dưng cây sáo nó lóe sáng lên và phát ra âm thanh rất là lạ, mà từ trước giờ tôi chưa từng thấy lần nào. Rồi một luồng âm khí cực mạnh phóng tới, làm cho tôi bị thương như cậu thấy đó. Đến bây giờ tôi vẫn không sao hiểu được nó phát ra từ đâu. Chỉ có điều cái cảm giác này, nó mang tới một cái cảm xúc rất là quen thuộc. Nghi vấn của Đạt cũng là thắc mắc trong lòng Khải, nhưng cả hai đều không thể có biện pháp nào để mà giải thích cho hợp lẽ. Suy nghĩ thêm một lúc vẫn không có kết quả gì, Khải đứng lên nói: Tạm thời á, mình không cần nghỉ nữa. Nếu mà anh khỏe hẳn thì ngày mai mình ra đó đi, tìm hiểu xem sao rồi tính. Bây giờ em làm chút việc phụ bác Năm đã. Vậy cũng được. Đạt ngồi lại vẫn miên man mà nghĩ suy. Được một lúc thì Hồ về tới nơi. Anh hỏi: Bữa nay cậu Đạt khỏe chưa? Dạ em khỏe rồi. Mấy ngày qua nhờ có gia đình anh chăm sóc, thiệt là phiền mọi người quá. Ủa mà sao bác Năm chưa thấy về vậy anh Hồ? Cha tôi ghé nhà ông Bảy ở đầu đường, nghe đâu là nói mấy cái vụ mấy căn nhà quan ngoài đó. Ông thầy Mô Ni nói là cần di chuyển xương cốt mấy cái quan hồn trong đó thì ấp này mới yên ổn được. Hả? Di dời hài cốt của anh? Mà sao ông thầy Mô biết cái đó có hài cốt chứ? Cái đó tôi cũng không biết nữa. Mà cha tôi về kìa, cậu Đạt hỏi cha tôi đi. Tôi ra sau nhà xối cái nha. Bác Năm từ đầu ngõ đi vào trong, vợ của bác và bé Yến thì đi phía sau. Đạt thấy mọi người mới đi làm về, cho nên anh cũng không vội hỏi. Sau bữa cơm tối, bác Năm cùng với Khải và Đạt ngồi uống trà, anh mới bắt đầu hỏi chuyện. Bác Năm kể lại: Ông thầy Mo nói là cần phải di chuyển hài cốt ở mấy căn nhà quan đó đi nơi khác. Mà muốn làm như vậy thì cần phải bốn đứa trẻ 5-6 tuổi gì đó, cho nên bà con tuyển ra được bốn đứa phù hợp
với điều kiện của thầy Mo. Nhưng mà ông thầy không có cho ai theo hết, nói là đi nhiều người dương khí mạnh lấn áp phần âm, cho nên sẽ không di chuyển hài cốt đi được, chỉ cho mỗi ông Bảy với hai cậu thanh niên theo phụ giúp thôi. Ê, mà ông tốt lắm nghe, nói là làm phước chứ không có lấy tiền gì hết. Bác Năm hớp một ngụm trà rồi lại nói tiếp. Ông thầy Mo đó câu vậy mà nhân đức, đâu có như lời đồn của người ta đâu. Bây giờ này chắc họ cũng ra đó rồi cũng nên. Vậy là bà con ấp này sắp được yên ổn mà ăn rồi. À, vậy hả bác Năm? À, ủa mà có gì không Đạt? À, dạ không có gì, con chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi. Nói chuyện một lúc rồi bác Năm cũng vào buồn ngủ. Đạt trầm ngâm suy nghĩ. Bất thình lình tay phải của anh nắm lại, đấm vào lòng bàn tay trái thật mạnh. Hai mắt mở to ra hốt hoảng. Ờ, không xong rồi Khải à, nhanh, nhanh thưa anh ra đó. Ờ, ủa, có chuyện gì hết Khải vậy Đạt? Đạt vớ lấy nhanh túi đồ nghề, gấp gáp nói. Ờ, nhanh ra đó đi, vừa đi anh vừa nói, gấp lắm rồi, sắp nguy cho bà con tới nơi rồi đó. Cái luồng âm khí đó, nó là phong ấn đó. Khải biết được sự việc rất là nghiêm trọng, cho nên Đạt mới khẩn trương gấp gáp đến như vậy. Vừa lấy những thứ cần thiết trong tay, cả hai thoăn thoắt đi ra ngoài, nhắm hướng thẳng đến căn nhà quan hôm trước. Đạt vừa đi vừa nói. Anh nhớ ra, thầy của anh từng căn dặn, cây sáo trúc ngoại tính năng cảm ứng với âm khí, nó còn là một mắt xích quan trọng để cho anh mở pháp trận tầng thứ tư. Khi mà anh hoàn toàn đủ năng lực để kích hoạt nó, giờ nó còn một đặc năng khác nữa, chính là cảm ứng với pháp thuật nội môn và phong ấn. Bản thể của tầng thứ tư pháp trận chỉ được kích hoạt khi người thi pháp có đủ năng lực pháp thuật thi triển được toàn bộ tầng thứ ba. Có nghĩa đó là nền tảng cơ bản nhất. Còn chính yếu thứ hai là cây sáo trúc, món pháp bảo gắn liền với cả đời của sư tổ của Đạt, chính là sư phụ của hai thầy. Nếu không có nó thì tuyệt đối không thể mở pháp trận ra. Còn về công dụng thứ hai mà Đạt nói là có thể cảm nhận được pháp thuật nội môn, thì điều đó cũng dễ hiểu thôi. Bởi bất cứ một món pháp khí trấn môn nào, khi được thành lập từ chính người thôi diễn ra nó, ẩn chứa nguồn linh lực bên trong, hoàn toàn có khả năng phản ứng với pháp thuật tương đồng tạo ra nó. Nên hôm trước khi Đạt đấu pháp ở căn nhà quan, cây trúc đột nhiên phát sáng, có thể nói đó là lần đầu tiên Đạt cảm ứng với trường hợp này. Chứng tỏ trong căn nhà quan đó có một thứ gì đó liên quan đến linh lực của cây sáo trúc. Đạt giải thích một lượt thì Khải cũng đã hiểu ra vấn đề. Anh suy nghĩ một chút rồi đưa ra câu hỏi cốt lõi. À, em hiểu rồi. Nhưng mà nếu như vậy thì sao anh có thể đoán được ở đó có phong ấn mà lại liên quan đến pháp thuật nội môn của anh vậy anh Đạt? Bước chân của cả hai vẫn không một chút ngưng trệ. Đạt trả lời. Cái này là tôi lật ngược lại để suy đoán thôi. Vì như Bác Năm nói, ông thầy Mo dùng bốn đứa con nít có mệnh cách phù hợp để mà di dời hài cốt. Theo hiểu biết của tôi thì chưa từng có bất kỳ một loại pháp môn nào nối gì việc đó cả, cho nên tôi nghĩ đó là một cái cớ của ông ta thôi. Nhưng nếu như vậy á, thì việc cây sáo trúc của anh cảm ứng với pháp thuật nội môn thì không còn gì bàn cãi nữa. Nhưng mà nó chưa đủ để chứng minh là nơi đó có phong ấn. Đạt quay lại hỏi Khải thay cho lời giải thích. Vậy theo cậu nghĩ, căn nhà đó được bỏ trống hơn 70 năm, cây sáo trúc của tôi lại cảm ứng được với pháp thuật nội môn, thì loại pháp thuật đó là gì mà có thể duy trì lâu đến như vậy? Nếu không phải là chú thuật phong ấn thì tôi không thể nào nghĩ ra một loại chú thuật nào khác cả. Khải kiểm nghiệm lại lời nói của Đạt thì lập tức bừng tỉnh ra ngay. Bởi bất cứ một tông phái nào khác, thứ pháp bảo trấn môn như cây sáo trúc của Đạt đều có một đặc tính tương đồng như linh lực ẩn chứa bên trong nó, giúp cho Đạt cảm ứng được khi cây sáo trúc phát sáng ra. Mà bất kỳ người nào không cùng tông phái nhất định sẽ không thấy được như vậy. Nhưng nếu là loại linh lực có thể duy trì được hàng chục, hàng mấy mươi năm, hay thậm chí là mấy trăm năm, thì chỉ có thể là loại chú pháp phong ấn nào đó thôi. Bởi ở bên trong phong ấn, nó sẽ ẩn chứa một nguồn linh lực của người lập ra phong ấn và nguồn âm khí cần được phong ấn. Cho nên khi đó Đạt vừa cảm nhận được sự dị động của cây sáo trúc, vừa phải hứng chịu nguồn âm khí bí ẩn kia. Hơn nữa, lùi lại một bước để mà suy ngẫm,
Thứ âm khí mà ngay cả tầng thứ ba pháp trận của Đạt cũng không đủ sức để duy trì bảo hộ người thi pháp. Chỉ trong một lần chạm trán thì kết giới bảo hộ của pháp trận lập tức bị xuyên thấu, chứng tỏ cái thứ bị phong ấn bên trong đáng sợ đến mức độ nào. Càng chứng minh dự đoán của Đạt là chính xác, bởi có một thứ âm quỷ mạnh đến mức mà thầy pháp không thể trừ diệt, chỉ có thể dùng phong ấn mà giam nó lại thôi. Lúc này Cải hoàn toàn hiểu rõ. Bất chợt anh nói mà như thét: Quỷ thần ơi, nếu mà dự đoán của anh không sai thì cái ông thầy mo đó không phải là muốn di chuyển hài cốt, là ông ta muốn gỡ bỏ phong ấn, thả con quỷ bên trong ra, có đúng không Đạt? Câu nói vừa rồi của Khải cũng chính là lý do khiến cho Đạt hốt hoảng. Vì nếu như cái thứ bên trong được giải thoát ra thì hậu quả sẽ khủng khiếp như thế nào? Đạt nghiêm trọng nói: Đúng vậy. Lúc nghe bác Năm nói, ban đầu tôi chỉ nghĩ là ông thầy Moni muốn di dời hài cốt thật của những người chết ở trong căn nhà đó, cho nên cần bốn đứa bé có hợp mệnh cách cùng với một loại bùa thuật nào đó của ông ta. Nhưng mà theo tôi đã nói, lật ngược lại để mà lý giải thì nó hoàn toàn phù hợp với phong ấn, cho nên dù đúng dù sai, nhất định chúng ta phải ra đó. Nếu đoán sai thì coi như mình giúp ông ta làm việc của ông ta, bằng ngược lại thì bất cứ giá nào cũng phải ngăn chặn được. Nếu không, hậu quả thì cậu biết rồi đó. Đi được hơn nửa đoạn đường, Khải còn một chút chưa thông suốt, cho nên anh hỏi: Dựa theo lời bà con ở đây kể, 70 năm khi những người trong căn nhà đó chết đi, liền xảy ra nhiều việc kinh hoàng tiếp theo sau đó, cho đến khi có một ông thầy pháp nào đó đến. Sau đó ông ta đi thì mọi việc chấm dứt. Cộng với suy đoán bây giờ của anh á, thì nhất định ông thầy năm đó đã đến để phong ấn những thứ bên trong căn nhà. Và ông thầy đó ít nhiều liên quan đến pháp thuật nội môn của anh, khiến cho cây sáo trúc của anh nó nhận ra và cảm ứng. Vậy thì theo em biết, pháp thuật của một tông phái khi đã phong ấn thứ gì đó thì chỉ có họ mới có thể giải được thôi. Không lẽ ông thầy mo đó cũng liên quan đến tông phái của anh sao anh Đạt? Không đúng đâu. Hôm trước khi ông ta đổ vong hồn ám vào bế yến đó, thì chú pháp mà ông ta dùng hoàn toàn không có liên quan gì hết. Nếu vậy thì tại sao ông ta có thể mở được phong ấn chứ? Cái này thì khó lắm. Trên lý thuyết á, thì đúng như cậu nói, chỉ có người phong ấn và nội môn của người đó thì mới có thể giải được. Nhưng mà thực tế, có những tông phái có khả năng giải được phong ấn của tông phái khác bằng một loại chú thuật và phương pháp riêng của họ, nhưng mà chung quy cũng cần phải có một khoảng thời gian nhất định mới có thể giải, chứ không phải là tùy thuộc vào chính cái người phong ấn và tông phái của người đó đâu. Cái gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, Đạt nói tiếp: Vậy cho nên cái thời gian chờ đó cho đến bây giờ là hơn 70 năm, có thể lý giải được. Nhưng mà cậu và tôi đều phải cẩn thận, vì theo độ tuổi của ông thầy Monia thì tuyệt đối không thể nào tường tận được sự việc năm đó. Nhất định là có người đứng phía sau hắn, và người này đó tuyệt đối rất là mạnh. Một lúc sau, Khải gật đầu đồng ý. Đúng vậy, điều này em cũng có nghĩ tới. Với lại có thể những vong hồn quấy phá gần đây ở cái ấp này, và cả vụ việc của bé Yến nữa, cũng chính là cái trò của thầy Monia và cả cái người bí ẩn đứng phía sau, chủ yếu là để lấy lòng tin của mọi người thôi. Thấy Đạt không phản đối ý nghĩ của mình, Khải suy nghĩ sâu thêm một chút thì hốt hoảng nói: Không xong rồi. Vậy thì bốn đứa bé và ba người đi theo ông ta ra đó, họ sẽ gặp nguy hiểm đó. Đúng vậy. Nhưng mà chúng ta phải thật bình tĩnh mà ứng phó. Với lại giả như chúng ta đoán sai thì lúc đó khó mà ăn nói đó. Hiện giờ cứ đi nhanh ra đó xem sao đã. Được rồi, nhanh lên Đạt. Mọi việc càng lúc càng trở nên nghiêm trọng, đòi hỏi hai người phải tuyệt đối bình tĩnh mà ứng phó. Lúc này đây, nếu đúng như lời suy đoán thì chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi, những người bị hại đầu tiên sẽ là bốn đứa trẻ thơ dại và ba người đi theo. Và sâu xa hơn, nếu như không ngăn chặn được kế hoạch đầy dã tâm kia thì hậu quả sẽ còn thảm khốc biết dường nào. Nên hai người vừa đi nhanh vừa bàn định kế hoạch ứng phó trong mọi tình huống được cho là xấu nhất có thể. Đạt và Khải tâm trạng lúc này vô cùng khẩn trương, hy vọng bản thân mình có thể ngăn được cái nguy cơ trước mắt, và cũng hy vọng là mình đoán sai. Quý thính giả đang nghe truyện trên kênh YouTube
Đất Động Radio. Mong rằng quý thính giả hãy chú ý rằng tất cả những tác phẩm được diễn đọc bởi Nguyễn Huy hiện chỉ được phát hành trên kênh YouTube Đất Động Radio. Mọi nền tảng khác đều là hành vi vi phạm bản quyền. Mọi người hãy đăng ký kênh YouTube Đất Động Radio để được nghe những câu chuyện mới nhất, đầy đủ nhất. Xin cảm ơn. Đang đi thì bỗng dưng cả hai dừng chân lại, ngó lăm lăm về phía khu nhà quan phía trước, độ chừng hơn 100 thước nữa thôi. Đạt nói: "Nè, cậu thấy cái gì phía trước không cậu Khai?" Khải trả lời mà đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía đó. "Ừ, thấy chưa anh? Có ít nhất 4 cái quan linh bên ngoài, ma lực tuyệt đối không yếu, bên trong lại tán phát ra khí âm cuồn cuộn rồi." Nói rồi cả hai nhìn nhau một lượt, phán đoán tình hình trước mặt, càng thêm khẳng định suy đoán của mình là chính xác. Hôm trước Đạt tới đây phải vào tận bên trong mới phát hiện ra được âm khí và sự xuất hiện của hai quán linh và một trong quỷ, hoàn toàn trái ngược với không gian và hoàn cảnh như bây giờ. Ngoài ra, những thứ đó đều bị Đạt tiêu trừ từ những quán linh đang chờ ở bên ngoài từ đâu đến, nếu không phải là lũ âm hồn do thầy Monia sai khiến để canh phòng ở bên ngoài. Vì nếu như nói cái lý do lũ quán linh còn sót lại trong căn nhà Đạt vẫn chưa tiêu trừ hết là không hợp lý. Bởi vì nếu như vậy thì ngay trong ngày hôm đó Đạt đã không thể sống sót mà đứng ở đây như bây giờ. Và nếu ông thầy Monia không như những gì đã nghĩ mà là một người tốt giúp đỡ bà con, hiển nhiên sẽ không làm ngơ đám quán linh kia mà dẫn tất cả mọi người vào bên trong, dấn thân vào nguy hiểm. Hơn hết, những quán linh bây giờ lại lẩn quẩn xung quanh phía bên ngoài, không hề có một biểu hiện hay động thái muốn vào bên trong, chứng tỏ chúng được sai khiến để canh giữ, bảo hộ cho những điều tồi tệ bên trong kia. Đạt và Khải ẩn đi dòng khí tức bảo hộ, đốt một đạo bùa tạo nên một dòng pháp trận ở dưới đất, quất sau một tán cây to lớn, rồi cả hai bước vào bên trong. Dòng pháp trận cơ bản này có thể giúp cho hai người trong một khoảng thời gian nhất định, các quán linh đó sẽ không phát hiện ra được. Vì vong hồn từ thế giới tâm linh, bất kể thuộc cấp bậc nào, mạnh hay yếu, chúng luôn có khả năng ngoài dự liệu của người sống. Một trong số đó là có thể phát hiện và nhìn thấy người sống từ rất xa. Đạt và Khải nhanh chóng thảo ra kế hoạch ứng phó. Đạt nói: "Hiện giờ là khoảng gần 11 giờ. Thời điểm phá đi phong ấn chung quy là thuộc giờ chí âm. Vì ngoài chú thuật tà môn của ông ta để mở phong ấn thì cũng cần kết hợp với quỷ khí bên trong của phong ấn thì mới có thể làm được. Cho nên tạm thời những người bên trong chắc vẫn được an toàn. Ưu tiên hàng đầu của mình là tìm cách cứu người trước, nhất là 4 đứa bé nha." "Ừ, đúng vậy đó anh Đạt. Mệnh cách của những đứa bé đó nhất định là điều kiện không thể thiếu khi ông ta mở phong ấn. Nếu mà cứu được chúng ra trước, đồng nghĩa cũng ngăn chặn được ông ta đó." "Ừ, nhưng mà ngoài sáng dễ tránh, trong tối thì khó phòng. Ông thầy Monia thì mình biết, còn cái người ở sau lưng ông ta mới chính là mối nguy hại nhất đó." Cho hai người bàn kế hoạch thống nhất đâu đó, Đạt đặt tay lên cây sáo trúc, lẩm nhẩm một hồi chú. Chuẩn bị xong các thứ cần thiết, đêm nay sẽ là một đêm chiến đấu toàn lực. Kết quả ra sao thì cũng không ai đoán được. Bởi ngoài thầy Monia còn có một người bí ẩn đứng phía sau. Thực lực của người đó tuyệt đối không hề đơn giản, và âm binh quán khí dưới tay của chúng không biết ít nhiều như thế nào. Mà bản thân của Đạt và Khải còn phải chu toàn cho tính mạng của những người bên trong, khó càng thêm khó. Nhưng đó vẫn còn chưa kể, lỡ như hai người không kịp thời ngăn chặn được chúng mở phong ấn, cái thứ bên trong thoát ra bên ngoài, quỷ lực của nó ngay cả tầng 3 pháp trận cũng không chịu nổi. Lúc đó hai người sẽ cầm chắc cái chết, không thể bàn cãi. Vì nhất định thầy Monia và cái người bí ẩn phía sau muốn mở phong ấn ra, hiển nhiên chúng có biện pháp nào đó để khắc chế con quỷ bên trong, biến nó trở thành công cụ dưới tay của mình. Biết rõ điều đó, Đạt nhìn Khải nói với ánh mắt kiên định: "Khải à, sự việc đã nghiêm trọng hơn anh em mình nghĩ nhiều rồi. Em sẵn sàng đặt cái chết qua một bên chưa Khải?" Ánh mắt của Khải không một chút dao động, miệng nở một nụ cười nhẹ, trả lời ngay: "Nhất trí. Có chết thì cũng phải ngăn cản chúng. Cứu được một người thì coi như đủ vốn, cứu được hơn một người thì lợi quá rồi. Có gì phải sợ chứ anh?" Sự việc liên hệ đến nguy hiểm và sống chết cũng chỉ được gói gọn trong vài câu nói nhẹ nhàng như vậy thôi.
nghe có vẻ như đùa, nhưng bên trong lại ẩn chứa ý chí kiên định bất khuất. Họ làm một chuyện mà ngay cả khi thành công cũng chẳng có thể nhận được lợi ích gì cho bản thân, nhưng họ vẫn làm, mà làm lại bằng tất cả những gì mình có, ngay cả sinh mạng. Làm cái điều mà lương tâm mách bảo, không cho phép bản thân mình ngại nguy hiểm mà lùi bước. Bởi bà con ở đây, cuộc sống ở đây đang cần có họ. Thấu hiểu tâm ý của người bạn đồng hành, nắm giữ chân lý của người học đạo, Đạt mỉm cười nhìn Khải nói: "Tôi không nhìn lầm cậu. Có một người bạn như cậu đồng hành, tôi không có gì phải hối tiếc nữa. À, em cũng vậy đó. Anh Đạt, chúng ta nhất định phải thắng mà. Vì chính đạo, vì bà con ở vùng đất này nghe." "Được rồi cậu Khải, mình đi thôi. Cứ như vậy mà làm đi." Hai con người, hai trái tim, hai trường phái đạo thuật khác nhau, nhưng giờ đây chỉ có một cái tâm tiến về phía trước. Bất kể trong đó là thứ tà ma gì, không màng thế lực tà đạo mạnh đến đâu, chẳng kể mạng sống của họ sẽ ra sao, họ chỉ cần biết bên trong có những người đang cần họ cứu, có những thứ cần họ ngăn chặn. Khung cảnh như âm gian địa ngục đang chờ đón họ, tiếng ma than quỷ thét không chụm được bước chân, bờ vực sống chết không ngăn được lối, sự mưu mô âm hiểm không sánh được với ý kiên cường nhiệt quyết, bùa chú tà thuật chẳng áp được đạo thanh chính khí. Họ khẳng khái làm những việc họ nên làm, những việc mà họ cho là đúng, không xa rời chánh đạo, không quan tâm kết quả ra sao. Ứng với một câu nói rất hay: mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên, là như vậy. Một mình Khải bước tới phía trước, đối diện với căn nhà, thu hút tất cả sáu quán linh đang lẩn quẩn xung quanh chú ý đến anh. Trên bàn tay, con ấn cũng đã phát sáng triệu hồi âm ngải. Hồi chú và bộ thuật kích hoạt cũng đã được thi triển. Lập tức bốn âm ngải hiện ra trước mặt, đối diện với sáu quán linh phía trước. Cả hai bên đều tán phát ra khí âm mạnh bạo. Thực tế là bốn cái âm ngải này không hề có hai âm ngải mà lần trước Khải dùng trong đó. Chúng được Khải thu khi đến nhà của cha con ông Ba Sành, chuyển hóa tu tập mà tạo nên. Vì dẫu sao Khải và ông Ba Sành cũng cùng một tông phái, cho nên bí thuật để làm việc đó rất dễ dàng đối với anh. Chỉ duy nhất một điểm khác là ông Ba Sành dùng chúng để hại người, Khải là dùng chúng cho mục đích chính đáng của mình thôi. Ở phía bên kia, sáu cái quán linh không cùng lúc tấn công khi phát hiện ra Khải, chứng tỏ chúng được người khác điều khiển để thực hiện nhiệm vụ canh phòng, cho nên mới có phản ứng trái thường như vậy. Nếu là quán linh thông thường, không có người tôi luyện, thì lúc này chắc đã chen chúc nhau mà tấn công tới. Chớp một cái, hai trong số sáu quán linh kia biến mất. Khải hiểu được chúng muốn làm gì, khóe miệng cười nhạt rồi nói: "Muốn đi cảnh báo sao? Làm không có được đâu." Trên bàn tay còn lại của Khải xuất hiện ra thêm một quần sáng của một con ấn khác. Đọc nhanh ngải chú một lượt rồi hướng ra phía trước. Hai bóng ngải chân chính của anh ngay sau đó hiện ra, trấn ngay lối vào căn nhà. Trong hai cái miệng nước dãi xanh nhớt nhép, lập tức phóng ra luồng quỷ khí về phía trước. Hai quán linh vừa biến mất gào thét đau đớn rồi hiện ra trở lại, bị đánh bật trở lại bốn cái quán linh kia. Qua thao tác của Khải, tất cả quỷ ngải lập tức tiến tới bao quanh sáu cái quán linh. Khải vội hét lên: "Vào đến Đạt!" Đạt từ lúc nào xuất hiện ngay sau lưng hai quỷ ngải vừa rồi, tay cầm chắc con dao ấn chú. Vốn đây là kế hoạch của hai người, xét đoán quán linh quanh quẩn quanh nhà là do được sai khiến để canh phòng, cho nên nếu hai người xuất hiện cùng một lúc để đánh vào bên trong, e rằng sẽ bị bại lộ ngay từ đầu. Bên trong nhất định sẽ có trợ lực khác tiến ra mà ngăn trở, thì sẽ rất nguy hiểm cho những người bình thường ở trong đó. Vì có thể tên thầy Mo sẽ gấp rút hành động hơn. Với lại, tên thầy Mo đã biết được mặt của Đạt, chứ chưa hề gặp qua Khải. Cũng như Đạt không hiểu rõ người đứng phía sau tên thầy Mo vậy. Làm như vậy để tạo ra một cái thế cân bằng với chúng. Và hiển nhiên sau lúc nữa, khi Đạt tiến vào bên trong, chúng sẽ phát hiện ra anh còn có trợ lực bên ngoài, ít nhiều nhất thiết có sự dè chừng. Nhưng hành động này cũng phải được thi hành nhanh chóng, vì mặc dù quán linh không tiến vào cảnh báo được, nhưng cảm ứng của người sai khiến chúng nhất định sẽ có. Nếu chậm trễ, chúng tiến ra nhận định được ra Khải, thì cái thế cân bằng sẽ lập tức bị phá sản đi. Cho nên Đạt nhanh chóng tiến vào bên trong,
ngăn trở điều đó, và cũng để phân tán sự chú ý của chúng. Sau đó Khải giải quyết xong nhanh chóng ở bên ngoài, sẽ vào trong chi viện. Đặt nhìn Khải nói: "Cậu Khải à, cẩn thận, đừng xem thường, chúng không có yếu đâu. Anh Đạt, nhanh chóng vào trong đi. Yên tâm, em ứng phó được." Nói rồi Đạt quay bước vào bên trong. Khải ngồi xếp bằng ngay xuống đất, lấy ra hai cái lọ một đen một đỏ, tưới lên bốn cái hình nhân ngải, tượng trưng cho thực thể của chúng, bày ra các tế phẩm cần thiết, rồi tập trung tinh thần mà đấu pháp. Sáu quán linh phía trước nếu chia ra mà đánh thì hoàn toàn là không khó, nhưng chúng được thầy tà tu luyện, âm lực hiển nhiên mạnh hơn quán linh bình thường. Đặc tính của chúng là sẽ đấu cho tới chết. Khi chưa hoàn thành được nhiệm vụ được giao của người luyện chúng, tập hợp âm lực của chúng thì không thể xem thường. Bản thân Khải một mình thao tác sáu âm ngải lại phải chú tâm đề phòng, bởi không sao có thể nói trước được ngoài sáu quán linh này còn có thêm âm hồn nào nữa hay không. Vì lẽ đó, cuộc chiến này khó có thể nói trước được điều gì. Khải biết việc cần làm nhất bây giờ là nhanh chóng chế ngự được sáu con quán linh này, kết thúc càng nhanh càng tốt. Đã kích hoạt lại kết giới bảo hộ quanh thân, bắt đầu tiến từng bước vào bên trong. Vừa bước qua cánh cửa bước vào trong căn nhà thứ nhất, bên trong rất rộng, vốn từ lâu đồ đạc đã không còn gì, ngoài mạng nhện đang tua tủa đeo văng. Đạt đốt lên ngọn đèn pháp, đứng trước cái lối thông vào ba căn nhà, mắt thấy căn nhà cuối cùng phát ra ánh đuốc lờ mờ, nghĩa là thầy Monia và mọi người đang ở đó. Đạt muốn nhanh chóng tiến vào bên trong thì tiếng gầm gừ cùng với một luồng âm phong phóng về phía anh. Đạt bình tĩnh bắt pháp ấn, niệm chú kích hoạt hai đạo bùa phóng về phía nó. Linh lực từ hai đạo bùa phát ra bám theo âm khí mà bay tới, tiếng gầm rú ma quái cũng theo đó mà gạo thét lên, cộng với âm thanh của quán linh và âm ngải ở bên ngoài, tạo ra một hiện cảnh như lạc vào cõi u minh khủng khiếp. Sau đó hai quán linh đứng trấn bích lối, tựa hồ như muốn ngăn cản Đạt. Anh thầm nghĩ: Ngay cả trong này cũng có quán linh canh giữ, khoảng cách từ đây tới bên trong nhất định thì thầy Mo đã phát hiện ra mình, phải nhanh đánh hạ chúng và tiến vào thôi. Nhưng khi Đạt chưa kịp thi pháp thì hai cái quán linh bỗng dưng quay ngược vào bên trong, không còn ngăn trở cản lối Đạt nữa. Tuy chưa hiểu vì sao, nhưng Đạt cũng nghĩ ngợi rất nhiều, trực tiếp bước qua. Thấy căn nhà thứ hai cũng không có bất kỳ cản trở nào cả, cây sáo trúc lúc này bắt đầu có dị động. Càng vào sâu, thứ âm thanh hôm trước lại càng phát ra rõ rệt. Đứng trước lối vào căn nhà thứ ba chừng 4 thước thôi, cảm giác thứ gì đó rất đáng sợ đang chờ đợi mình. Đạt tập trung trí lực, chuẩn bị đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Một giọng nói phát ra từ bên trong, chính là của thầy Monia. Tới rồi ạ. Monia chờ mày lâu rồi. Mày muốn phá việc của tao sao? Có khả năng thì cứ vào đây, thử xem mày làm gì được tao. Đạt nghiêm giọng trả lời, không lộ chút gì là sợ hãi cả. Ông không cần khiêu khích, tôi nhất định sẽ vào bên trong, ngăn cản việc ông đang làm. Vậy thì mời vào. Lời nói có vẻ châm chọc và khiêu khích, khiến cho Đạt có chút sửng sốt. Nhưng không phải vì anh sợ hãi hay tức giận. Ý nghĩ khiến cho anh sửng sốt trong đầu chính là âm điệu trong lời nói của tên thầy Mo. Hắn không hề tỏ ra một chút bất ngờ nào trước sự xuất hiện đột ngột của anh. Chẳng lẽ mọi hành động của anh hắn ta đều nắm rõ? Cẩn thận mà ngẫm lại, từ khi mình hôn mê cho đến bây giờ, không một phút giây nào rời khỏi nhà của bác Nam Hạ. Bên cạnh thì có Khải chăm sóc. Nếu như ông ta cho quán linh theo dõi, tuyệt đối không thể lọt qua tầm mắt của Khải. Và sự việc của anh cũng chỉ mới vừa mới phát hiện ra, nhanh chóng cùng Khải tới đây. Nhưng tại sao ông ta không hề tỏ thái độ gì, lại còn đang nói là chờ mình tới? Nếu nói hắn ta có thể biết rõ hành động của anh, hiển nhiên là biết anh sẽ cản trở việc làm của hắn. Sao lại tự chuốc thêm phiền phức mà không mở phong ấn trong lúc mình còn chưa tỉnh, phải đợi đến bây giờ? Suy nghĩ mãi vẫn chưa hiểu nổi nguyên do thì một câu nói phát ra từ một người khác, thanh âm không dưới 60 tuổi. Câu nói này đã giải đáp hoàn toàn thắc mắc trong lòng của Đạt. Thằng nhóc, chắc là mày đang thắc mắc vì sao bọn tao không bất ngờ khi mày tới đây.
Và tại sao hôm nay chúng ta mới bắt đầu mở phòng ẩn, có phải không? Mày không cần suy đoán nữa, để tao nói cho mày biết. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là chờ mày đến để lấy mạng mày đó, thằng nhóc à. Đạt kiểm nghiệm lại lời của người vừa nói, chỉ có lý do đó mới giải thích được xác đáng cái sự việc này. Và cái người vừa nói đó chắc chắn là người đứng phía sau thầy Monia. Cái người bí ẩn mà mình và Khải đang nghi ngại cuối cùng cũng đã lộ diện ra. Vấn đề là người này tại sao lại muốn lấy mạng của mình? Đạt hướng vào bên trong hỏi. Tôi và hai người chưa từng quen biết, thì có thù hận gì mà lại muốn lấy mạng tôi chứ? Trả lời câu hỏi của Đạt lại là cái giọng của ông già bí ẩn đó. Không có thù, cũng chẳng có hận gì hết. Chẳng qua là tại mày thôi. Vì mày là tên thầy pháp nhiều chuyện, vì những tên thích xen vào chuyện của người khác như mày thường sẽ không có kết quả nào tốt đẹp cả, y như sự việc sắp xảy ra với mày đây. Miệng lưỡi lời nói thâm hiểm, ông cũng chẳng phải người tốt đẹp gì. Nhưng mà ông nói đúng đó, những âm mưu sâu độc như thế này tôi nhất định phải nhiều chuyện mà xen vô. Miệng còn hôi sữa và khẩu khí lớn lắm, để tao xem mày còn mạnh miệng được bao lâu nữa, rồi ông sẽ biết ngay thôi. Đạt lúc này đã không còn kiên nhẫn mà đôi co với chúng. Sở dĩ anh qua lại lời lẽ với ông ta chẳng qua muốn thăm dò tình hình thật hư ở bên trong. Và quan trọng hơn, những người đi theo tên thầy Monia ra đây, nếu như họ còn an toàn bên trong, khi nghe bọn họ nói chuyện từ nãy tới giờ nhất định sẽ phản bác mạnh mẽ. Đằng này lại không một chút động tĩnh, chứng tỏ họ đang đối mặt với sự nguy hiểm. Không thể chờ đợi thêm được nữa, Đạt cất bước ngay vào trong. Vừa đặt chân qua lối thông vào trong căn nhà, mấy tiếng hét chói tai phát ra cùng một lúc ở hai bên. Ánh dao sáng lóe xuống trên đỉnh đầu, đã hốt hoảng lùi lại tránh né. May mắn thay, ba ngọn dao bổ xuống chỉ còn cách trong gang tấc. Đã phản ứng nhanh lẹ kịp thời tránh thoát, nhảy nhanh lùi lại, thì tiếng thét gào cùng với ánh dao lập tức ập tới. Đạt giơ thẳng con dao ấn chú lên đón đỡ. Trong mắt Đạt lúc này là ba bóng người bằng xương bằng thịt, một người già và hai thanh niên trẻ tuổi. Trên tay mỗi người đều cầm chắc một con dao rửa, hung hăng khát máu tấn công mình. Đạt tuy học đạo pháp, nhưng bình thường hai thầy vẫn truyền lại nhiều thế võ để rèn luyện thân thể, hai là để ứng phó trong những trường hợp như thế này. Cho nên Đạt tận dụng không gian chật hẹp của lối thông giữa hai căn nhà, giữ vững thế phòng thủ, không đến nỗi nguy hiểm gì với anh. Cái khó nhất bây giờ chính là ba con người đang liều mạng tấn công, chính là ba người chòm sớm của bác Nam Hạ, bị lầm tưởng mà đi theo tên thầy Monia. Bởi Đạt biết hiện giờ trong thân xác của họ là ba cái quán linh đang nhập vào, điều khiển mọi hành động và tri thức. Kiểu cách tấn công điên rồ và liều mạng này không khó để Đạt xử lý một cách nhanh chóng. Con dao ấn chú đủ khả năng đánh đến quán linh trong thân xác của họ, nhưng như vậy sẽ trực tiếp tổn hại đến tính mạng của cả ba người. Cho nên Đạt chỉ dám thủ mà không công, dần dần lâm vào thế bất lợi. Tiếng của lão già bí ẩn lại khanh khách vang lên. Sao mày không giết chúng đi? Con dao của mày có khả năng tiêu diệt quang linh bên trong thần xác chúng mà. Giết chúng đi, giết bọn chúng cho tao coi. Nếu không, người chết sẽ chính là mày đó. Đồ hèn. Đạt vừa phòng thủ vừa đón đỡ những đòn chí mạng, căm tức chỉ thủ đoạn hèn hạ của bọn bất nhân. Tiếng cười của hai tên mất hết nhân tính vang dội bên trong, càng làm cho Đạt cảm thấy khinh bỉ. Nhưng anh cũng cố dặn nén cảm xúc lại, rồi ánh mắt đột nhiên lóe sáng, nhanh tay đánh trắng một đoạn, hất ba người té bật về phía sau 5-6 bước. Rồi bỗng dưng anh làm một chuyện lạ thường, ngồi xếp bằng ngay xuống đất, cắm con dao ấn chú ngay trước mặt, thò tay vào tay nải ấn lên cây sáo trúc. Hiện giờ vẫn còn đang phát sáng ở bên trong, đôi mắt nhắm nghiền ngưng thần bất động.
ba cái quán linh trong thân xác ba người lồm cồm ngồi dậy, đôi mắt trắng giả không một chút cảm xúc nào, miệng gầm gừ thi nhau mà xông đến. Con dao rửa trên tay giơ cao nhắm đầu Đạt mà bổ xuống. Hai người bên phía thầy Mo nhìn thấy cảnh đó, lão già hất hàm cười khẩy. Mày muốn dùng linh lực đánh tàn bà quan linh ra khỏi người chung sao? Đúng là ngu dại tìm đường chết mà. Hẹn gặp mày ở kiếp sau nghe thằng nhóc. Lão ta nói như vậy là hoàn toàn tự tin vào ấn chú của hắn, yểm lên người họ để quán linh nhập vào. Tâm trí và linh thức của họ hoàn toàn bị tê liệt, cộng với âm lực sẵn có của quán linh tạo thành một liên kết cực kỳ khó để tách rời. Vì người muốn thi pháp dùng linh lực để đổi quán linh ra, một phần sẽ dựa vào chú thuật và pháp thuật của bản thân, một phần không thể thiếu còn lại là bật dậy linh trí của những người bị ám, mới đủ sức trục cái vong hồn ra khỏi thân xác. Mà hiện tại lại có tới ba quán linh trong thân của ba người cùng một lúc, âm lực của chúng tuyệt đối mạnh mẽ. Cho nên nói, dù pháp thuật của Đạt mạnh đến cỡ nào cũng không thể trục đi ba cái quán linh trong thời gian cấp bách như bây giờ. Hành động này đồng nghĩa với tự sát. Lão già và tên thầy Monia phá lên cười, chuẩn bị đón nhận thành công sắp tới. Ba con dao đang thẳng đà giáng xuống đầu Đạt. Khi khoảng cách giữa lưỡi dao và đỉnh đầu chỉ còn trong gang tấc, thì một sự việc nằm ngoài dự liệu lại diễn ra, khiến cho lão già và tên thầy Mo há hốc mồm kinh hãi. Ba con người bỗng dưng đổ sụp xuống ngay xuống đất. Tiếng thét kinh hoàng của quán linh vang lên khắp căn nhà. Ba bóng hình mờ ảo bị bắn ngược về phía sau, rời ra khỏi thân xác của họ, và càng làm cho ánh mắt của lão già trở nên kinh loạn hơn nữa, là một bóng hình đứng trấn trước mặt Đạt. Quỷ khí mạnh mẽ cuồn cuộn bao quanh khắp người, dường đôi mắt như hai ngọn đèn máu nhìn về phía hắn. Đó chính là Hai Liên. Vốn khi đoán ra âm mưu của tên thầy Mo, bắt đầu cùng với Khải từ nhà bác Nam Hạ ra đây, Đạt biết sự tình nghiêm trọng, cho nên lập tức khởi niệm ấn chú trên cây sáo trúc, triệu hồi Hai Liên đến trợ lực. Dự định ban đầu là chờ đến giây phút quyết định mới mở ra trợ lực từ phía Hai Liên, nhưng với cục diện bất ngờ từ âm mưu của bọn chúng, buộc Đạt phải dùng đến sự trợ giúp này mới có thể bảo vệ mình và chu toàn cho mạng sống của ba người kia. Hai Liên dù sao cũng chỉ là vong quỷ, nhờ dựa vào đạo thuật của hai thầy, cô có thể ẩn mình bên trong cây sáo trúc. Được nguồn linh lực bao quanh, quỷ khí sẽ không phát tán ra bên ngoài, vậy cho nên hai tên thầy tạ kia không thể phát hiện ra được. Thực lực của Hai Liên thì không kém gì Đạt. Trong lúc ba quán linh chú tâm vào việc giết Đạt, thì Hai Liên bất ngờ phát động tập kích, dựa vào quỷ lực mạnh mẽ của mình, cộng thêm chúng hoàn toàn không đề phòng, cho nên sự việc thành công như ý muốn. Đạt lúc này mới đứng dậy, nói giọng vào bên trong. Đến lúc kết thúc tất cả rồi, ông đừng dùng những trò hèn hạ nữa. Lão già bên trong cũng một lúc định thần trở lại, hiểu ra được mọi lẽ, nhưng hình như biến số vừa rồi không làm cho lão ta hoảng sợ. Hắn vẫn đáp trả lời của Đạt bằng cái giọng dương dương tự đắc. Tao còn tưởng đạo tôn chính phái cái gì, thì ra là cái thứ âm binh quỷ tướng. Được, vậy thì cứ vào đây, tao cho bọn bay tiêu tán cùng một thể. Nói rồi, bên trong im bặt không một tiếng động. Ba quán linh cũng bay thẳng vào bên trong. Đạt cảm nghĩ một lúc, rồi bước tới ba người đang nằm bất tỉnh trên đất, kéo họ vào một góc, bày ra một kết giới bảo vệ cho họ, rồi nói với Hai Liên. Bên trong còn bốn đứa trẻ, khi vào trong đó, ưu tiên hàng đầu là bảo vệ chúng thoát khỏi đây. Nếu chút nữa có tình huống gì bất lợi, tôi muốn cô cùng với cậu Khải tìm cách đưa hết bọn họ ra ngoài an toàn. Hai Liên quay lại trả lời. Tôi biết rồi, nhưng cậu không cần phải lo, chúng ta sẽ chiến thắng được chúng, cùng nhau rời khỏi đây. Đạt nhìn vào cây sáo trúc đang không ngừng lóe sáng lên và phát ra thứ âm thanh càng rõ rệt, anh nghiêm giọng nói. Hy vọng là như vậy, nhưng cô cần phải nghe theo lời tôi. Chủ yếu là sinh mạng của bọn họ. Vì theo tôi nghĩ, pháp thuật của ông già bên trong trên tôi một bậc rồi, chưa nói đến còn có tên thầy Monia. Và mối nguy hại nhất chính là cái thứ bên dưới phòng ấn kia, nên tuyệt đối cứu người là ưu tiên hàng đầu. Được rồi, tôi hiểu ý cậu.
Lời phỏng đoán về năng lực của lão già bên trong của Đạt là hoàn toàn có căn cứ, bởi bên ngoài là 6 cái quán linh đang cùng Khải du đấu. Đến bây giờ vẫn chưa thấy Khải trở vô, chứng tỏ là vẫn chưa hạ được chúng, cho thấy âm lực của chúng mạnh đến như thế nào. Ở đây Đạt cùng với Hai Liên đã chạm trán với 3 quán linh. Tuy là thắng thế, nhưng trong lời nói của ông ta không một chút hoảng loạn, chứng tỏ điều này không có gì lạ với ông ta cả. Một người có thể sai khiến nhiều quán linh trong cùng một lúc như vậy, thì bùa chú, pháp thuật của ông ta đang ở cái ngưỡng mà Đạt khó lòng giới tới. Thêm nữa, ông ta quyết lòng mở phong ấn, thả cái thứ đáng sợ bên trong ra, thì chắc chắn một điều, ông ta có cách khống chế nó. Suy ra tình hình hiện tại hoàn toàn không khả thi một chút nào. Nhưng nghĩ là như vậy, bên trong vẫn còn 4 đứa bé cần phải cứu. Việc nửa chừng lùi bước không hề hiển diện trong tâm trí của Đạt. Thế là Đạt cùng với Hai Liên đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng tiến bước vào bên trong. Một khung cảnh quái đản đập vào mắt. Tên thầy Mo đang đứng bên cái bàn lễ, ngay ở giữa đang đặt cái tượng gỗ mà hôm trước hắn ta dùng để trị tạ cho Yến. Nhưng lần này nó được đặt trên một cái mâm nhỏ có chứa đầy máu. Xung quanh là các thứ tế phẩm và hơn 10 ngọn nến. Phía dưới 3 quán linh đang đứng trấn trước bàn lễ, sau lưng tên thầy Mo, 4 đứa bé như 4 pho tượng không tri giác ngồi ở 4 góc. Cả hai tay chúng đều đặt lên đầu của một cái tượng gỗ khác, nhìn không mấy khác biệt so với tượng gỗ của tên thầy Mo Nia. Máu từ tay của những đứa bé đang chảy thành dòng xuống cái tượng ấy. Sau lưng mỗi đứa đều là có một vong quỷ đang không ngừng trút quỷ khí vào cái tượng gỗ ở giữa kia. Nó to gấp 2 lần tượng gỗ khác, mang một hình thù hung thần vô cùng đáng sợ. Bên trong chứa âm khí cực mạnh, được đặt trên một tảng đá ký tự hoa văn ngoằn ngoèo. Cứ như vậy mà âm khí của 4 vong quỷ, máu của 4 đứa trẻ bị hút vào cái tượng gỗ quái dị kia. Và theo đó, âm khí từ bức tượng gỗ lại đổ xuống tảng đá phía bên dưới. Một bóng người đầu tóc nửa bạc nửa đen đang không ngừng niệm chú thuật ngay bên cạnh tảng đá đó. Đạt biết đó chính là người nãy giờ nói chuyện với mình, và ông ta đang muốn giải mở cái phong ấn ra. Cái mặt nạ hình quỷ che hết khuôn mặt, khiến cho Đạt không thể nhận diện được mặt mũi như thế nào. Nhìn thấy 4 đứa trẻ mặt mày xanh xao tím tái do mất máu quá nhiều, Đạt nghiến răng lên tức giận. Hai Liên vội nói: "Để tôi xong tới cứu mấy đứa nhỏ." Hai Liên định lướt tới thì bỗng dưng 4 đứa trẻ té bật ra phía sau, nằm lăn ra đất ngất xỉu. Ngay lập tức, 4 cái vong quỷ thế vào vị trí đó, phóng xuất quỷ khí mãnh liệt vào pho tượng gỗ. Tên thầy Mo lúc này lên tiếng: "Tụi bay yên tâm, bọn chúng chưa chết đâu, nhưng cũng sớm sẽ chết thôi. Tụi bay sẽ là người đi trước." Nói xong, hắn giơ lên cây trượng đầu rắn, bắt đầu thi pháp. Đạt sau một lúc suy tính, anh hiểu muốn ngăn chặn lão già mở phong ấn phía sau, nhất định phải nhanh chóng kết liễu cái kẻ cản đường phía trước, chính là tên thầy Monia. Về phần mấy đứa bé lúc này cũng vậy, nên anh không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức ngồi xuống sắp bày trận pháp. Hai Liên có nhiệm vụ hộ pháp, ngăn trở mọi tình huống bất lợi. Tên thầy Mo sau một lúc niệm chú, phóng xuất ra mấy lá bùa, tay hơ hơ trên cây trượng đầu rắn, đọc chú thuật bằng thứ tiếng gì đó, rồi chỉ cái đầu rắn về phía Đạt. 3 cái quán linh thét gạo dữ dội, bay người thẳng tới, phóng ra âm phong về phía Đạt. Hai Liên bộc phát ra quỷ khí quanh thân, gắt gao ngăn trở chúng, tạo thời gian cho Đạt chú tâm bày trận pháp. Quỷ lực của Hai Liên vô cùng mạnh mẽ, 3 quán linh trong một lúc khó lòng chống chọi. Tên thầy Mo nhíu mày, bổ xuống cây trượng đầu rắn, cầm lên chiếc tượng gỗ ở trên bàn lễ, cắn máu của mình tưới vào đó, miệng niệm chú liên hồi. Hai tay nâng tượng gỗ cứ giơ lên rồi hạ xuống theo từng nhịp nhún nhảy của thân hình. Những quán linh bên trong cái tượng gỗ mờ ảo hiện ra, phóng âm khí cuồn cuộn đối đầu với quỷ khí của Hai Liên, làm cho áp lực bây giờ càng trở nên mạnh bạo. Hai Liên cố sức chống đỡ, tạm thời lâm vào tình thế giằng co. Qua một lúc, Đạt cũng bày xong thế trận, bắt ấn pháp, chỉ về phía trước, miệng hô to: "Nhân sinh âm giới, pháp nhãn xua minh, trí khởi thông linh, bách kinh nhị trận, khai!"
Tầng pháp trận thứ hai được kích hoạt. Hai luồng sáng nửa xanh nửa tím, linh lực phóng thẳng tới nguồn âm phong phía trước. Nguồn trợ lực mạnh mẽ này đánh thẳng tới phía thầy Monia, làm cho hắn té bật về phía sau. Bức tượng gỗ cũng rời khỏi tay mà rơi ra ngoài. Hai liên tận dụng cơ hội tăng mạnh quỷ khí, đánh tới ba cái quán linh ở phía trước. Tiếng rền là thảm thiết của chúng phát ra ngoài. Cơ thể bị một ngọn lửa màu đen thiêu đốt dữ dội, qua một lúc liền biến mất đi. Tên thầy Mo gắn sức ngồi dậy, khuôn mặt sợ hãi hiện ra thấy rõ, liền chạy đến chỗ lão già, run run giọng nói: Thầy Mo, cứu Mo Ni với, cứu con. Mau lại gần đây. Thầy Mo Ni như bắt được vàng, liền nhảy tới ngồi bên cạnh. Đà cùng với Hai Liên chuẩn bị thôi động tấn công, thì tình huống trước mặt diễn ra quá sức bất ngờ. Lão già mang mặt nạ, từ lúc nào trên tay đã cầm sẵn một con dao sắc nhọn. Trong lúc Mo Ni đang mừng rỡ vì được sự bảo hộ, thì lão ta liên ngang con dao, cắt phanh một đường ngang cổ tên thầy Mo Ni. Máu từ bên trong tuôn ra như suối. Chưa dừng lại ở đó, hắn ta nắm lấy đầu tóc của tên Mo Ni, ghi sát dòng máu nóng vào bức tượng gỗ kia. Máu cứ vậy mà tuôn xuống, chảy tràn lên tảng đá phía dưới. Tên Mo Ni chết mà cổ họng đứt lìa, không nói lên được tiếng nào, mắt trợn ngược như không tin vào điều đó. Đáp trả lại ánh mắt trước lúc chết của hắn, một lời nói từ người thầy độc ác phát ra: Thằng vô dụng, mày chết cũng không có gì đáng tiếc, nhưng tao cũng cảm ơn mày. Nhờ máu và sinh mạng của mày, tao đỡ đi chút sức. Thì ra hắn dùng chính sinh mệnh và máu của đệ tử mình để nhanh chóng mở được phong ấn phía bên dưới. Cái thủ đoạn tàn độc này đã nói lên hoàn toàn tâm địa và bản tánh bất nhân của hắn. Nhưng âu cũng đáng đợi cho tên Monia giúp ác và chọn sai con đường. Ông không còn là con người nữa rồi. Vậy thì sao? Nó chết mà giúp tao được việc là phần phước của nó. À, mà tao cũng phải cảm ơn mày. Nhờ mày mà tao sắp thu được một con quỷ mạnh nhất. Con quỷ này dù cả đời tao cũng không thể luyện ra được nó. Không hiểu lời cảm ơn của ông ta có hàm ý gì, Đạt hỏi lại: Ông nói vậy có ý gì chứ? Lão ta buông ra tên thầy Mo lúc này đã chết hẳn, thẳng chân đá cái xác qua một bên, cho cười lên mang dại nhìn Đạt nói: Thằng khờ, mày cũng sắp chết rồi, tao cũng không ngại cho mày biết. Mấy cái quán linh và dòng quỷ hôm đó mày gặp ở đây chính là dòng bảo hộ đầu tiên của phong ấn này, cho nên chúng đã không tiếc thiêu đốt linh hồn khi có kẻ xâm nhập vào. Vì năm xưa lão thầy pháp nào đó, sau khi giải thoát cho mấy mươi quan hồn trong căn nhà này, nhưng không thể tiêu diệt con quỷ giết hại cả họ nhà này, ông ta chỉ có thể phong ấn nó ở bên dưới. Lại sợ có người muốn đến phá phong ấn, cho nên yểm mấy cái dòng quỷ đó, làm cho người khác sợ mà không dám tới gần. Tao cũng không dám nắm chắc phần thắng đâu. Cũng may cái chốt chặn cuối cùng nhờ mày giúp tao làm xong việc đó. Không cảm ơn mày thì tao cảm ơn ai đây thằng ngu? Mọi việc dở lẽ ra hoàn toàn trùng khớp với những gì mà Đạt đã trải qua, nhưng anh chưa thể hoàn toàn tin vào lời ông ta nói. Không đúng, sự việc đó đã xảy ra hơn 70 năm, làm sao ông có thể biết rõ ràng như vậy chứ? Mày nói đúng, với tuổi đời của tao thì quả thật không sao biết được. Nhưng mà thầy tao thì biết, ông ta cũng từng có ý nghĩ như tao, tiến đến gỡ bỏ phong ấn ra, nhưng thất bại, xém chút bỏ mạng đó. Không ngờ hôm nay tao lại là người làm được điều đó. Ngưng một lúc, ông ta chỉ vào mặt Đạt mà nói: Có điều tao không ngờ tới là mày lại là môn hạ của tên thầy pháp năm xưa. Cây sáo trúc mày giữ trên người là món pháp khí năm xưa ông ta sử dụng, cho nên nó mới có thể cảm ứng được với linh lực của phong ấn, và cũng chính nó bảo hộ cho mày một mạng sau khi gánh chịu nguồn linh lực bí ẩn ở bên trong. Ba dòng hồn tiêu tán. Ba dòng hồn đó là quán linh và dòng quỷ, nhưng đã hơn 70 năm, đâu dễ dàng bị mày tiêu diệt cùng một lúc chứ. Chẳng qua là nguồn cội pháp thuật của mày khắc chế hoàn toàn quỷ khí của chúng thôi,
nên mới có thể làm được điều đó. Những lời hắn nói hoàn toàn đã giải thích cặn kẽ mọi tình huống. Đã không ngờ sư tổ của mình lại là người thầy pháp năm xưa, và cũng không ngờ chính mình đã vô tình tiếp tay cho cái ác. Tâm thần của Đạt bắt đầu dao động. Hai Liên thấy được điều đó, cô vội nói: "Cậu Đạt, không phải lỗi của cậu. Cậu là người muốn giúp người. Giờ phút này cậu tuyệt đối không được dao động. Cậu quên lời hai thầy dạy rồi hay sao?" Lời nói đơn giản của Hai Liên lại như một phép màu lan tỏa trong tâm trí. Đạt lập tức phấn chấn trở lại, nhìn lão ta nói: "Ừ, được rồi. Đến lúc chính tôi phải sửa chữa cái sai lầm của mình rồi." Nói xong, Đạt không đợi ông ta trả lời, liền ngồi xuống triển khai pháp trận. Hai Liên cũng kích hoạt quỷ khí mà đánh về phía trước. Dưới sự hợp sức của Đạt và Hai Liên, khiến cho lão ta không dám xem thường, ngồi ngay xuống đất bắt ấn, khởi niệm bùa thuật. Bốn dòng quỷ xung quanh hắn tét lên một tiếng, rồi lao tới, phóng ra quỷ khí cuồng bạo. Đạt cũng đã bày xong pháp trận, ném ra con ấn pháp, tạo ra một nguồn linh lực giúp cho Hai Liên cản trở quỷ khí. Miệng anh hô lớn: "Thiên địa âm dương, nhất tâm chi trận, tránh!" Tầng công pháp thứ ba kích khởi, hai luồng linh lực từ con dao ấn chú phóng thẳng về phía trước. Cộng với sức mạnh quỷ lực của Hai Liên, mạnh bạo trấn tan bốn cái dòng quỷ đối diện. Ngọn lửa xanh từ pháp trận của Đạt, ngọn lửa đen từ quỷ khí của Hai Liên đang thiêu đốt trên người bốn cái dòng quỷ kia. Chúng kêu la thảm thiết, không ngừng phóng ra quỷ khí, nhưng cũng không sao có thể dập tắt được. Lão già té xuống phun ra một ngụm máu. Rõ ràng với sự hợp lực của cả hai người, hắn ta không sao chống được. Lúc này tưởng chừng như mọi việc đã đi đến hồi kết thúc, thì lão ta bỗng đâu thi pháp thu bốn cái dòng quỷ quay trở lại vào bên trong pho tượng gỗ, rồi dùng sức nâng pho tượng lên. Ánh mắt nhìn về phía Đạt và Hai Liên, hét lớn: "Lũ khốn, tụi bay đừng đắc ý, đến lúc tụi bay phải chôn thân ở đây rồi." Đạt như hiểu ra, vội cảnh báo: "Liên à, cẩn thận, pháp bảo bị mở rồi." Pho tượng gỗ vừa nâng lên khỏi tảng đá thì một luồng quỷ khí từ bên trong phóng ra vô cùng dày đặc. Không khí cũng đột ngột biến động ngay sau đó. Một bóng hình quỷ tướng to lớn hiện ra. Đôi mắt là một khoảng đen ngòm, bốn cái nanh quật ngược ra hai bên mép. Tiếng gầm rú vang động cả một góc trời. Nó như bỡ ngỡ trước khung cảnh trước mặt. Thì lão già phía sau hai tay ôm chặt pho tượng, máu trên tay không ngừng nhỏ giọt bên trên, miệng đọc chú thuật liên tục. Con quỷ bỗng dưng quay nhìn hắn ta một cái, hai tay ôm đầu, rồi bất chợt quay lại phía Đạt và Hai Liên gầm rú lên. Đạt thẳng thốt: "Liên à, chuẩn bị dốc toàn lực." Luồng quỷ khí của con quỷ mới xuất hiện ra cùng với quỷ khí và linh lực pháp trận của Đạt, tất cả đang đối đầu với nhau ở trên không trung. Cả hai đều gắng cạn sức lực làm tất cả những điều cần thiết. Chỉ sau một lúc không quá 5 phút, cả Liên và Đạt đều sắp không chịu nổi. Đạt gắng gượng từng chữ một: "Liên, chạy đi, để tôi cản nó lại." "Cậu chạy trước đi, tôi cản cho cậu." Hai người đang vì nhau mà tạo ra sinh lộ cho đối phương, nhưng cuối cùng cũng không một ai chịu bỏ đi. Đạt nhìn Hai Liên nói: "Vậy thì chúng ta cùng chết." "Ừ, tôi đã chết một lần rồi, cũng không sợ chết thêm lần nữa đâu." Một tiếng thét thất thanh phát ra sau đó, nhưng không phải là của Đạt hay là của Liên. Tiếng thét đau đớn vừa rồi chính là từ lão thầy tạ ở phía đối diện. Nguồn quỷ lực đột ngột giảm mạnh, Đạt định thần nhìn lại. Ở bên cạnh tên thầy tạ đang nằm trên la đau đớn, một quỷ ngải to tướng đang đứng thẳng người ra đó. Quỷ ngải gầm lên một tiếng, tiếp tục định giáng xuống đoạn kết thúc cuộc đời của lão bằng đôi tay đầy chuốt nhọn của mình. Thì luồng quỷ khí đánh văng quỷ ngải ra xa. Một tiếng thét khác phát ra ngay bên cạnh mình, chính là Khải. Con ấn hợp nhất trên tay văng ra khỏi người, Khải đau đớn quằn quại trên đất.
dòng ngải cũng lập tức biến mất đi. Khải, cậu có sao hay không? Giây phút lo lắng cho an nguy của Khải làm cho Đạt nhất thời phân tâm. Hậu quả là cả anh và hai Liên đều bị đánh bật ra hai bên. Cả ba lúc này không gượng dậy được. Đến khi có thể trấn tĩnh lại được tinh thần, nhưng sức lực không cho phép họ gượng dậy. Đảo mắt nhìn lại thì dông quỷ đã biến đi đâu mất dạng. Ngay cả tên thầy tà cũng không còn chút tâm hơi nào. Cậu Khải, hai Liên, hai người có sao hay không? Em không sao đâu anh Đạt. Hai người có sao không? May mắn là cả ba tuy bị thương nặng nhưng cũng không đến mức quá nguy hiểm. Đạt nằm ở trên đất, thở phào nhìn Khải nói: May mắn nhờ cậu nhanh trí đánh cho hắn bị thương. Dòng quỷ đã bị hắn khống chế bằng một loại tà pháp nào đó. Hắn bị thương đồng nghĩa với nó cũng gánh chịu y như vậy. Tạm thời chúng ta về trước đi, sau đó tìm cách tìm ra hắn. Dòng quỷ đó chỉ mới thoát ra khỏi phong ấn, cho nên tạm thời sức mạnh của nó còn bị hạn chế. Chứ nếu mà nó đang ở trạng thái thập toàn thì chắc chúng ta không đủ sức chống nổi tới giờ đâu. Đúng đó anh Đạt, dòng quỷ đó đáng sợ thật. Sáng ngày hôm sau, Đạt và Khải đang tự mình dùng pháp thuật xua tan đi quỷ khí trên người. Bác Năm Hạ và Hồ ra vô chăm sóc. May mắn ông Bảy và hai thanh niên kia cũng đã tỉnh lại, đang túc trực ở bên ngoài phụ giúp chăm lo cho hai người. Bốn đứa bé do mất máu quá nhiều nhưng tạm thời cũng qua cơn nguy kịch. Bác Năm cũng được Đạt kể sơ qua sự tình tối đêm qua. Bác bàng hoàng không thể ngờ tới, nhưng dù sao thì mọi việc cũng đã tạm thời lắng xuống. Đến trưa thì cả hai cũng đã khôi phục lại phần nào sức lực. Đang ngồi nói chuyện với bà con thì Út Khương hớt hải chạy vào: Anh Đạt, anh Khải à, bà Phong chết rồi. Nhiệm vụ bảo hộ và xem chừng Ba Phong được Đạt giao phó cho Khải, cho nên khi vừa nghe tin báo, Khải sửng sốt kêu lên: Sao vậy cô Út? Anh ta bị sao mà chết? Dạ em cũng không biết nữa. Nghe đâu là bị mất tích 2 ngày trước. Ông bảo hộ quy tụ tìm kiếm náo động cả lên. Đến sáng nay á thì tìm thấy xác cậu ta. Nghe đâu là chết thảm lắm. Hôm bữa anh có dặn Ba Phong có cái gì không bình thường thì báo cho anh biết. Cái hôm mà cậu ta mất tích á thì em không có hay. Hồi sáng nghe bà con đồn nháo cả lên, em mới dội qua đây cho anh hay đó. Mấy hôm trước, Khải âm thầm cho âm ngải của mình canh giữ bên ngoài nhà của ông bá hộ, hoàn toàn không thấy có gì bất thường. Đến khi nghe Đạt gặp chuyện, anh mới ngừng thi pháp, lật đật chạy qua chăm sóc cho Đạt. Rồi mấy ngày liền cho đến nay, không ngờ Ba Phong cũng không tránh khỏi được kiếp số. Âu cũng là căn phận của hắn mà thôi. Đạt thở dài nói: Thiệt là muốn giúp cũng không giúp nổi. Cuối cùng thì cậu ta cũng không tránh khỏi được. Mình cũng tận sức rồi cậu Khải à. Bác Năm nhìn Út Hương hỏi: Có phải thằng Ba Phong con của bá hậu Khâm không Út? Dạ đúng rồi bác Năm. Tao nghe nói cái thằng đó nó ngang ngược lộng hành, chơi bời trác tán, không biết động lòng trước bất kỳ ai đâu. Dạ trẻ lớn bé gì mà trái ý nó là nó không có tha cho. Hạng người như vậy chết đi thì bà con bớt khổ, thương tiếc làm gì cái hạng người đó cho tốn sức vậy tụi con. Đúng là tiếng xấu đồn xa, cái chết mà không ai thương tiếc. Những người chịu khổ dưới bàn tay của hắn thì nhiều không phải nói. Ngay đến bàn quan thiên hạ, nghe đến cái chết của Ba Phong, người ta cũng chỉ thấy mừng chứ không thấy tiếc. Ngay cả một người giàu lòng nhân đức như bác Năm Hạ cũng phải thốt lên những lời vừa rồi, đủ cho thấy rằng những người như Ba Phong, liệu khi chết đi rồi hắn để lại cho đời được cái gì, ngoài tiếng xấu về hành vi khi sống, ngoài sự hả dạ của những con người còn ở dương thế. Bác Năm như không quan tâm câu chuyện của Ba Phong, nhưng nhìn Đạt và Khải, bác biết với đức tâm của hai người nhất định sẽ có dự định gì đó. Điển hình là đêm qua hai người đã không màng đến sống chết của bản thân, giúp bà con thoát được một nạn kiếp kinh hồng. Nếu không có họ thì ông Bảy cùng với hai người thanh niên và cả bốn đứa trẻ thơ phải bỏ mạng. Và ngay cả an nguy của bà con ở ấp này, tai họa khủng khiếp như thế nào không thể đo lường được. Sau khi nghe kể sơ về Ba Phong, cái chết của hắn có thể liên quan đến thế giới vô hình, mà hai người lại là thầy pháp đầy lòng tâm đạo, thì khó lòng đứng im mà nhìn.
Cho nên bác nói: "Nè, bác thấy hai đứa mới khỏe lại thôi, không có tiện đi xa. Hay là nghỉ lại đây bữa nữa đi, có gì sáng mai khỏe rồi hẳn tính. Chứ hai đứa mà làm cái gì bây giờ đó, bác không có yên tâm đâu." "Dạ đúng đó anh Đạt, hai anh mới khỏe lại, để mai rồi hẳn về. Em phải tranh thủ về báo lại cho anh hai em biết, chứ mấy nay anh cũng lo cho hai anh lắm." Biết cả hai đều lo lắng cho mình và Khải, với ba Phong dù sao thì cậu ta cũng đã chết rồi, bây giờ có làm gì cũng không cứu vãn được, Đạt nói: "Thôi thì cứ nghe theo lời của bác Năm với cô Út đi Khải. Sức khỏe của anh em mình cũng chưa có ổn lắm, không đủ sức mà làm cái gì đâu. Với lại cũng là việc của nhà người ta, mà họ không đến nhờ mình, nên cũng có nhiều cái bất tiện lắm." "À, vậy cũng được. Vậy phiền bác Năm cho nghỉ lại một bữa nữa, mai mình về đó xem xét tình hình coi sao rồi hãy liệu." Thế là mọi người quyết định như vậy. Sau khi Út Khương ra về, Đạt và Khải vào trong nhà đều tức linh lực trong người, tẩy đi âm khí còn sót lại. Trải qua một đêm chiến đấu vất vả, sức lực tiêu hao rất đáng kể, và tên thầy tà nhất định sẽ trở lại bất cứ lúc nào. Hai người cần có trạng thái tốt nhất để có thể ứng biến trong mọi tình huống. Cuộc chiến đêm qua đã cho thấy thực lực của hắn còn mạnh hơn cả mình. Con quỷ bên dưới phong ấn thì tuyệt đối đáng sợ, sẽ không có chỗ cho kẻ yếu. Cho nên hai người tạm thời gạt đi những ý nghĩ trong đầu, tập trung mà khôi phục sức khỏe, pháp thuật. Vì còn nhiều gian nan và nguy hiểm đang chờ đón phía trước, là rào cản trấn lối trên con đường tu đạo. Tối đó, khi mọi người trong nhà đều đã đi ngủ, Đạt cùng với Khải mới rảo bước ra sân. Đạt cầm một vật trên tay, nó trông như một cây đinh, tròn khoảng đầu ngón tay cái, dài tầm nửa thước, được làm từ một loại thép nào đó, có mũi rất sắc nhọn. Xung quanh thân vô số những ký tự cổ, hoa văn pháp chú. Có thứ thì Đạt biết, có thứ thì lại không. Nguồn linh lực bên trong rất là mạnh, Đạt có thể cảm nhận được nó, nhưng không biết khởi chú để mà sử dụng. Ở trên giữa thân có khắc ba chữ: Đinh Thiên Ấn. Đây là pháp khí trấn yểm, phong ấn con quỷ phía bên dưới, cho thấy linh lực bên trong của nó mạnh đến độ nào. Và nó cũng là mấu chốt cảm ứng với cây sáo trúc, chứng tỏ lời của tên thầy tà nói là không sai. Năm xưa, chính sư tổ của Đạt cũng là người đã phong ấn con quỷ bên dưới, cũng là sư phụ của thầy Tư và thầy Sáu. Cho nên pháp khí linh lực của sư tổ dùng đồng một thông linh pháp thuật mới có thể cảm ứng nhau như vậy. Hiện tại Đạt không có cách nào sử dụng được nó, mà trước giờ vẫn chưa hề nghe hai thầy nhắc tới. Dù có trở về thỉnh giáo cũng chưa chắc có thể thu được kết quả gì. Hơn nữa, hai thầy có dặn dò kỹ lưỡng khi ra đi, mọi việc phàm phải dựa vào chính bản thân, cơ duyên cũng phải do chính mình ngộ khởi. Khải lên tiếng: "Nè, đêm đó anh tìm được nó nhờ vào sự cảm ứng của cây sáo trúc. Đây là món pháp khí phong ấn con quỷ ở đó, linh lực bên trong nhất định rất là mạnh mẽ. Anh xem có cách nào sử dụng được không anh Đạt?" "Anh đã thử nhiều cách rồi, nhưng mà vẫn không sao sử dụng được. Chú pháp kích khởi anh cũng không biết. Có điều anh tin rằng cùng một thể đạo pháp, nhất định sẽ có cách để sử dụng được nó." "Ừ, anh nói đúng. Vậy thì tạm thời cứ giữ nó bên người đi, biết đâu sau này có cách thì sao." Đã cất lại món pháp khí năm xưa mà tổ sư đã sử dụng, ngắm lại chuyện của ba Phong, Đạt nói: "Về vụ việc của cậu Phong con ông Bá Hộ đó, cậu nghĩ thế nào Khải? Anh thấy cái chết của cậu ta đó liên quan đến vong hồn, vì tử khí hôm trước nhìn thấy là không có sai đâu." "Em cũng có xem qua, tuy là chưa biết tình trạng khi mà chết của cậu ta như thế nào, nhưng mà nghe qua thì cơ thể của cậu ta mạnh khỏe cường tráng, không phải là chết do bệnh tật đâu. Còn nếu là do người sống hại thì anh nghĩ đi, ở đó ai mà dám hại cậu ta chứ? Nếu mà dám thì họ đã làm từ lâu rồi, chứ không phải đợi đến bây giờ đâu. Tử khí liên quan đến đường âm trên người, không bao lâu thì chết. Nếu mà không phải bị chết vì vong hồn thì làm gì có sự trùng hợp đến như vậy?" "Ừ, chính xác như vậy rồi. Nhưng mà tôi có gọi Hai Liên lên hỏi đó, cô ta nói là mấy hôm trước quan sát vong hồn mà tôi gặp, cái lần trước tôi kể đó, thì hoàn toàn không phát hiện ra được gì cả. Mà Hai Liên chỉ đến đây vào đêm trước thôi. Còn ba Phong
thì đã chết cách đây 2 ngày rồi. Không lẽ mọi sự không như mình phỏng đoán hay sao? Cái chết của Ba Phong không liên quan đến cái dòng hồn đó. Cải ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng. Em nghĩ là chưa chắc đâu. Anh quên là phía sau cái dòng hồn đó còn có bàn tay của một tên thầy pháp nào đó. Chắc có thể hắn biết mình đang theo dõi, lẩn tránh hành động là điều không khó. Hai Liên dù sao cũng chỉ quan sát ở cái chỗ mà anh gặp cái dòng hồn, còn những nơi khác thì sao chứ? À đúng vậy. Anh hồ đồ rồi. Đơn giản như vậy mà lại không nghĩ ra. Sự việc quả thật có thể nghĩ đơn giản như vậy. Lấy bài học từ lão thầy tà và tên Monia mà nói, hầu như mọi hành động của mình đều nằm trong dự tính của họ. Bởi có nhiều loại pháp thuật tu tà sai khiến âm binh đã còn chưa biết, mà mọi việc hai người bàn định đều là tuyệt mật, chỉ có thể giải đáp. Hành động bị phát hiện chỉ có thể bằng một loại chú thuật nào đó. Họ sai khiến dòng hồn dõi theo mà bản thân mình không biết được. Bản thân là thầy pháp, có thể cảm ứng được dòng hồn tiếp cận dựa vào âm khí tán phát ra trên người của chúng. Nhưng không loại trừ khả năng thầy tà có một loại chú pháp nào đó để ẩn đi nguồn âm khí kia. Dưới một khoảng cách xa mà thầy pháp không cảm nhận được thì hoàn toàn có thể xảy ra. Đạt nhìn Khải nói, từ nay chúng ta phải thật cẩn thận mới được. Dứt lời, anh đứng ngay dậy, lấy ra mấy cây cờ cắm ở xung quanh, niệm chú kích hoạt, tạo nên một khoảng kết giới. Điều này sẽ tránh được cái lo ngại bị kẻ khác phát hiện, an tâm mà bàn bạc. Ổn định lại chỗ ngồi, Đạt đưa ra câu hỏi mấu chốt. Nếu mà vong hồn nơi đó bị một tên thầy tà nào đó tôi luyện, mà cái chết của Ba Phong có liên quan tới người đó, vậy thì họ giết Ba Phong nhằm mục đích gì chứ? Ban đầu á, em nghĩ là do trả thù. Vì Ba Phong thường ngày nó bạo ngược gan tàn, cho nên gây thù chút oán là không tránh khỏi đâu. Nhưng mà bây giờ cẩn thận nghĩ lại, nếu mà chỉ vì trả thù thì có nhiều cách, đâu nhất thiết phải dùng đến vong hồn. Mà anh biết đó, để luyện hóa ra một vong hồn không phải là trong một thời gian ngắn đâu. Họ cần gì phải phiền phức tới như vậy chứ? Nhưng mà cũng không ngoại trừ một trường hợp có người thuê thầy tà để làm việc đó mà. Đó, vấn đề là nằm ở đó đó anh Đạt. Anh nghĩ coi, người dân ở ấp đó cái ăn cái mặc còn lo không nổi, thậm chí bị gia đình ông bá hộ chèn ép bóc lột rồi đánh đập thừa sống thiếu chết cũng không có dám phản kháng. Nguyên do là họ sợ đói, sợ gia đình mình khốn khổ mà ráng chịu đựng, thì tiền đâu ra để thuê thầy pháp chứ. Chưa nói tới mục tiêu lại là đứa con vàng con ngọc của ông bá hộ nữa. Cái tên thầy tà nào đó liệu mà có dám làm? Mà dù cho có dám thì số tiền bỏ ra tuyệt đối là rất lớn. Dân ở vùng đó theo em thấy á, thì không có gia đình nào có điều kiện làm được cái việc đó đâu. Ngưng một lúc, Khải lại nói tiếp. Nè, theo em quan sát thì Ba Phong nó rất thích cờ bạc. Nhưng mà với sự giàu có của ông bá hộ, cậu ta chưa từng phải mắc nợ nần gì. Tuy nói những con bạc đủ tư cách ngồi xong với Ba Phong á, thì cũng thuộc dạng có của ăn của để, có khả năng làm việc đó. Nhưng mà với họ thì Ba Phong là một miếng mồi ngon, không có lý nào mà họ lại đi sát hại cái kho vàng tự động của mình. Chưa nói cái gia thế quyền lực của ông Khâm đủ để làm cho họ khiếp vía nếu mà có ý định đó. Lời lẽ có căn cứ, lại rất thuyết phục. Đã cẩn thận sâu chuỗi lại cho anh nói. Vậy ý em nói là người muốn hại chết Ba Phong phải là người đủ cả thế lực và tiền bạc để đảm bảo cho tên thầy tà sau khi làm xong việc, phải không Khai? Đúng đó anh Đạt. Nhưng mà mục đích cuối cùng cho tất cả những cái việc đó là gì? Lý do nhất thiết là phải rất đáng để cho họ làm như vậy đó. Dựa theo suy luận của hai người thì kẻ chủ mưu sau cái chết của Ba Phong nhất định phải có đủ năng lực và quyền thế để đảm bảo cho tên thầy tà kia, chứ không ai dại dột lại gia vào đứa con trời như Ba Phong. Và hơn nữa trên hết, lợi ích, quyền lợi sau khi thành công phải lớn hơn rất nhiều so với kế hoạch nguy hiểm đó. Hai người trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu rồi cũng tuôn ra hai chữ. Gia tài. Đúng vậy, chỉ có lý do là cái sản nghiệp của ông Khâm, thế lực và tiền bạc cho người được thừa hưởng thì mới đủ sức hấp dẫn, đảm bảo cho lợi ích tiền bạc và quyền lực tuyệt đối sau khi thành công.
và cũng là lý do đáng để mạo hiểm. Theo như đã biết, cái gia tài đồ sộ của ông ta hơn 8 phần 10 thuộc về Ba Phong. Cậu cả Thiên và Út Kim bản tính hiền lành, không quan tâm đến tiền tài, thường xuyên giúp đỡ bà con lối xóm, rất được lòng mọi người, không có lý do để làm việc đó. Chỉ còn lại Hai Thuận và Tư Địa. Tư Địa là một kẻ nhu nhược trong gia đình, chỉ biết bám gốc Hai Thuận. Thú vui của hắn là ăn chơi ở bên ngoài, cho nên đáng nghi nhất chỉ có Hai Thuận. Nếu không có sự hiện diện của Ba Phong thì người thừa kế phần lớn sản nghiệp chắc chắn là Hai Thuận. Dù Út Kim có được lòng ông Bá Hộ, nhưng dù sao cũng chỉ là con gái, vị trí số một hàng đầu vẫn là Hai Thuận. Bình thường hắn lại là một kẻ thâm sâu không khác gì cha mình, cho nên hắn cũng là kẻ đủ điều kiện làm nên việc đó. Khải nhìn Đạt rồi lên tiếng. Nếu mà đúng như mình suy đoán thì kẻ đáng nghi nhất chính là Hai Thuận. Nhưng mà dù sao cũng không có tiện xen vô, muốn xử lý việc này á thiệt là không dễ đâu. Việc đó thì em yên tâm. Hôm trước anh thấy ông Khâm có vẻ rất tin lời anh nói, anh nghĩ sớm muộn gì ông ta cũng tìm đến anh thôi. Nhưng mà cứ để mai về đó đi, xem tình hình ra sao rồi chúng ta hẳn liệu. Cứ quyết định như vậy đi anh Đạt. Bây giờ cũng khuya rồi, vô ngủ sớm để mai còn về sớm nữa đó. Vô đi Khải. Mọi việc rắc rối cứ liên tục kéo đến, như muốn thử thách ý chí và nghị lực trên con đường tu đạo của Đạt. Một cuộc hành trình đầy cam go, đầy rủi ro phía trước, nhưng không làm cho Đạt chột dạ mà chùng chân. Anh luôn giữ trong lòng sự nhiệt quyết và con tim kiên định. Những lời thầy dạy vẫn còn văng vẳng ở bên tai, không lúc nào Đạt quên đi một lời. Anh chưa biết mình có thể sẽ đi được tới đâu, bước chân sẽ đặt đến những nơi nào, thân xác của anh liệu có gửi lại nơi đất khách quê người hay không. Nhưng anh không quan tâm điều đó. Anh chỉ biết dựng bước trên con đường mình đang chọn, giữ chắc cái bản tâm chánh đạo, giúp đỡ người khác, thì mỗi bước chân thật sự mới có ý nghĩa, mới thật sự xứng đáng là học trò của hai thầy. Hai người đã đặt hết tâm tư nguyện vọng của mình vào anh, gian nan hay trắc trở, đó là một khoảng đất gập ghềnh mà anh cần phải bước qua. Phía trước, Đạt nhất định phải tiến về phía trước. Anh cũng tự nói với mình, con đường anh đi vốn không cô độc, ở bên cạnh còn có Khải, người bạn đồng hành tâm đắc. Và muôn ngàn thứ tình cảm đậm đà, muôn vạn tấm lòng mang thứ tình thương quý báu khác. Những con người hiểm độc, những tấm dạ đê hẹn không lớn hơn được tình cảm đáng quý đó đâu. Một điểm đen tuy có thể làm cho dần trăng bớt đi vẻ hoàn mỹ của nó, nhưng không thể cản trở thứ ánh sáng lắng dịu tỏa ra. Anh tin là như vậy. Nên đêm hôm nay Đạt không nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Anh ngủ một giấc ngon lành, y như cái bản tâm lắng động, không gợn sóng của anh lúc này. Quý thính giả vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện ma Pháp Sư Dân Gian. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 9 sẽ được phát sóng vào ngày mai. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.